Chào các bạn nhé, đây là một chiếc tai nghe mình mới về. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nhé. Thì như mã trước kia mình check thì đây là một chiếc tai nghe của Beats, bao Beats 3. Một tai nghe thể thao đeo cổ đấy. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem nhé. Thì cũng không có gì cả, đây chỉ là một chiếc tai nghe bao Beats. Đây là tai nghe quàng sau các bạn nhé. Ngoại hình này các bạn nhìn này, mới đúng không ạ? Bao Beats 3 đây. Chiếc tai nghe này thì nó phù hợp được với tất cả các cái nhu cầu cơ bản, và nếu như các bạn đi tập thể thao đeo chiếc tai nghe này nó rất là tốt, cái màu sắc này nó rất là nổi, thể thao thì đeo rất là hợp. Ok, mình sẽ dừng chào đây nhé.